Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chương trình tối nay thứ hai ngày 18 tháng 12 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Đến thăm tòa giám mục giáo phận Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các chức sắc cùng đông đảo giáo dân trong tỉnh, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của đồng bào Công giáo trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh nhà. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bình Dương dự kiến chi hỗ trợ các đối tượng trên toàn tỉnh lên mức gần 274 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023. Nhật Bản đứng thứ hai trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết các dự án đến từ Nhật Bản đều đầu tư thành công tại Bình Dương. Đảng nước Nga thống nhất ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử. Chiều nay, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phú Cường, các giáo xứ trực thuộc nhân dịp lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới 2024. Tại nơi đến, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Giám mục Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Giám mục Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, các linh mục, tu sĩ cùng đông đảo giáo dân trong tỉnh. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của đồng bào Công giáo trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Giám mục Giáo phận, các linh mục, tu sĩ tiếp tục dẫn dắt giáo dân đoàn kết đồng hành cùng với đảng bộ, chính quyền tỉnh, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Trong không khí vui tươi phấn khởi, các giám mục, linh mục, giáo phận Phú Cường gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, các ban ngành của tỉnh Bình Dương đã chung vui với đồng bào có đạo trong dịp lễ Giáng sinh, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh, đã quan tâm tạo điều kiện để bà con giáo dân phát huy vai trò của mình, cùng cộng đồng trách nhiệm với tỉnh vì mục tiêu chung. Trước đó, sáng nay được sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ đã đến thăm và chúc mừng Mục sư Nguyễn Văn To, trưởng ban đại diện Hội Thánh Tin lành Việt Nam tỉnh tại Chi hội Tin lành Bến Cát nhân dịp lễ mừng Giáng sinh 2023. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào Công giáo Bình Dương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Công giáo Bình Dương hiện có gần 100.000 giáo dân hoạt động ở hơn 50 giáo xứ trên địa bàn. Cùng với hoạt động tôn giáo thời gian qua, các giáo xứ họ đạo luôn nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy bản chất tốt đẹp của người giáo dân kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo theo tinh thần chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Bà con giáo dân luôn đoàn kết tích cực tham gia trong các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở từng địa bàn dân cư. Là một người công dân, những cái gì mà xã rồi ấp kêu gọi thì tôi sẽ luôn luôn tôi chấp hành. Còn bổn phận là một giáo dân của giáo xứ thì tôi luôn luôn là con chiên tốt của Chúa cũng như là sống tốt với xã hội. Mọi người dân Công giáo ở trong tỉnh á cũng đi theo cái đường hướng là luôn luôn là đồng hành cùng dân tộc, phục vụ giúp đỡ nhau cũng như là cái sự thông cảm chia sẻ với chính quyền trong việc giúp đỡ tất cả mọi người một cách rất là tốt đẹp. Gắn liền với các phong trào thi đua, đồng bào Công giáo tỉnh Bình Dương luôn phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thể hiện vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến rộng rãi đồng bào Công giáo, từng bước nâng cao nhận thức mọi người với trách nhiệm. Người Công giáo tốt cũng chính là người công dân tốt, thúc đẩy sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo tỉnh nhà. Ủy ban Đoàn kết Công giáo
của tỉnh cũng như là của ban của các huyện cũng luôn luôn cố gắng hỗ trợ nhắc nhớ các bà con tín hữu làm sao luôn sống làm sao tốt đời đẹp đạo và hòa hiệp với tất cả mọi người trong tỉnh chúng ta. Đồng hành xuyên suốt cùng với đồng bào Công giáo, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống của giáo dân, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo. Qua đó càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt phương châm kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Tiếp tục có những đóng góp thiết thực hiệu quả hơn nữa cho mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển. Sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có buổi trao đổi kinh nghiệm về công tác xã hội hóa. Tham dự về phía tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương. Về phía tỉnh Bình Định có các ông Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân hai tỉnh Bình Định, Bình Dương cùng nhau trao đổi một số kinh nghiệm về thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong ban hành chính sách xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp, cơ sở phương pháp xây dựng mức hỗ trợ đối với các dự án, hình thức lựa chọn nhà đầu tư xã hội hóa, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lĩnh vực xã hội hóa và những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực thi chính sách. Theo trao đổi, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân hai tỉnh đã ban hành nhiều văn bản thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa và được công khai rộng rãi, minh bạch trên phương tiện truyền thông. Các chính sách về công tác xã hội hóa do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành được cụ thể hóa bằng các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực tiễn tại địa phương, nâng cao tính chủ động của các ngành các cấp trong chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện. Tại buổi trao đổi, hai bên chia sẻ những kinh nghiệm và cách khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác xã hội hóa, cũng như việc sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công. Thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu và vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn, đảm bảo việc xây dựng và vận dụng các chính sách khuyến khích xã hội hóa thiết thực và đúng quy định. Trước hết là tiếp tục ban hành những nghị quyết nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa chính sách khuyến khích xã hội hóa phù hợp với thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương tham quan khu công nghiệp BKMS V-Ship Bình Định. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên về việc lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, Thành ủy Tân Uyên đã triển khai quán triệt và tuyên truyền đầy đủ kịp thời các văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng. Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng được cải thiện đáng kể. Từ năm 2020 đến năm 2022, thành phố xử lý 381 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tổng số tiền xử phạt, truy thu là 15 tỷ đồng. Kiểm tra 5.000 công trình, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư và xây dựng đối với 508 trường hợp. Tổng số tiền gần 9 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. 6 tháng cuối năm 2022 đến nay, thành phố không còn trường hợp xây dựng nhà kho, nhà xưởng trên đất nông nghiệp. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, phát hiện từ sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan tâm đào tạo cán bộ công chức phụ trách công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác hiệu quả dữ liệu về đất đai, môi trường, góp phần chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa thành phố Tân Uyên thực hiện mục tiêu đạt đô thị loại 2. Sáng nay tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số đề án 06 thành phố thông minh tỉnh. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo bộ chỉ số 766 trong tuần 50 từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023, tỉnh Bình Dương đạt 77,9 điểm, xếp hạng 11 trên 63 tỉnh thành, giảm 5,2 điểm và giảm 5 hạng so với ngày 11 tháng 12 năm 2023. Đến nay, tỉnh đã đồng bộ 967.020 trên 1.925.307 hồ sơ lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 59,38%. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 45,97%.
Trong tuần đã có 108.237 hồ sơ thanh toán trực tuyến, 166.894 hồ sơ thanh toán trực tiếp và hình thức khác. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 60,81%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 48,67%. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt 7,32%. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao nỗ lực của các cấp các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số đề án 06 và thành phố thông minh trong những tuần qua. Đồng thời lưu ý các đơn vị cần quan tâm nâng cao tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa. Để chuẩn bị cho sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đề án 06, thành phố thông minh, đề nghị mỗi sở ngành sẽ báo cáo cụ thể những nội dung đã làm, phương hướng sắp tới và đề ra giải pháp kiến nghị. Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất nhiệm vụ phương hướng năm 2024, nỗ lực để đạt được các chỉ số PCI, DTI. Sáng nay, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng năm mới 2024. Trong dịp đầu năm mới 2024, Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động như lễ kỷ niệm 27 năm thành lập tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại sân khấu ngoài trời khu công viên trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Chương trình tuyên dương công dân tiêu biểu, biểu diễn nghệ thuật chào mừng Tết Dương lịch 2024, chương trình họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 diễn ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Chương trình Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn dự kiến diễn ra ngày 18 tháng 4 năm 2024 tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà cơ bản thống nhất với các nội dung chương trình, đồng thời đề nghị ngay trong hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát, xem xét các nội dung chương trình cụ thể để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Đặc biệt là cần lựa chọn 27 cá nhân thật tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực để tuyên dương tại lễ kỷ niệm 27 năm thành lập tỉnh. Đối với chương trình tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương, đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát lại nội dung chương trình và địa điểm để tổ chức sao cho phù hợp và có ý nghĩa. Sáng nay, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp xem xét phương án chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho các đối tượng. Theo phương án đề xuất của Sở Tài chính, đối tượng và mức chi hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Giáp Thìn năm nay cơ bản giữ nguyên như Tết Quý Mão năm 2023. Trong đó, mức chi cao nhất là 10 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng một người. Tuy nhiên, số lượng tăng thêm khoảng 1.000 người là công nhân lao động. Đồng thời, bổ sung chi thăm, tặng quà thêm khoảng 80 trường hợp là gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK và địa bàn có phụ cấp đặc biệt khó khăn. Với mức chi hỗ trợ được đề nghị là 3 triệu đồng một người. Sau khi bổ sung tăng số lượng, mức chi cho các đối tượng, dự kiến kinh phí chi hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của toàn tỉnh lên gần 274 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ rà soát, thống kê kỹ đối tượng thuộc diện hỗ trợ, nhằm đảm bảo việc chi hỗ trợ được thực hiện kịp thời và đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra thiếu sót hoặc sai đối tượng. Ngày 17 tháng 12, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Simacai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai và Huyện ủy Simacai tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân Tình nguyện năm 2024. Tại chương trình, Tỉnh đoàn Bình Dương trao tặng 20 chiếc xe đạp, 150 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một công trình thắp sáng đường quê, tổ chức nấu 500 suất ăn miễn phí cho học sinh, trao tặng 500 chăn ấm cho thanh thiếu nhi, thăm tặng 5 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tổng giá trị các phần quà là 200 triệu đồng. Chương trình đã mang tới những công trình phần quà ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em học sinh vùng cao có thêm điều kiện học tập và rèn luyện, đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó, nghĩa tình giữa tuổi trẻ hai tỉnh, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai tỉnh kết nghĩa Lào Cai, Bình Dương.
Năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị số 30 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sáng nay, đoàn công tác theo dõi kiểm tra đôn đốc thực hiện chỉ thị số 30 có buổi làm việc với tỉnh Bình Dương. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương, trưởng đoàn công tác Lê Triệu Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành chủ trì chương trình làm việc. Tham gia tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu cùng đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành bày tỏ mong muốn được trao đổi, hướng dẫn những giải pháp hay, có tính thực tiễn để Bình Dương thực hiện hiệu quả hơn nữa chỉ thị 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương tích cực hỗ trợ tỉnh triển khai hoạt động đào tạo, tập huấn tuyên truyền các quy định mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Đoàn công tác đánh giá rất cao những kết quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Bình Dương. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có sự quan tâm sâu sát và cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ của chỉ thị 30 bằng các kế hoạch, quy chế phối hợp hành động giữa các sở ban ngành địa phương. Qua công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, y tế, thú y, từ năm 2019 đến 2022, tỉnh đã phát hiện hơn 9.000 vụ vi phạm và xử phạt với tổng số tiền trên 882 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực gian lận thương mại điện tử, trong 2 năm 2021-2022, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra xử lý 11 vụ vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách 277 triệu 500 ngàn đồng. Để việc thực hiện chỉ thị 30 mang tính toàn diện hơn nữa, các thành viên đoàn công tác đề xuất tỉnh cần tăng cường một số biện pháp như tiếp tục đẩy mạnh chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đổi mới cách thức tuyên truyền về quyền lợi người tiêu dùng, nhất là khi mua bán hàng trực tuyến, đảm bảo bình ổn thị trường và an toàn thực phẩm Tết Giáp Thìn 2024. Chiều nay, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tuyên truyền chỉ thị 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội thảo giới thiệu tóm tắt quá trình xây dựng và ban hành chỉ thị số 30, trong đó quán triệt các nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu nhằm tăng cường quản lý nhà nước và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa của việc bảo vệ người tiêu dùng. Hội thảo thông tin về kết quả đạt được và định hướng hoạt động của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sao cho phù hợp với xu hướng xã hội hiện đại. Đặc biệt, hội thảo dành nhiều thời gian để cập nhật Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là một luật quan trọng, ảnh hưởng rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực, được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, phát huy những quy định còn phù hợp với thực tiễn tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, đồng thời sửa đổi bổ sung những quy định chưa rõ, còn bất cập trên nguyên tắc hợp hiến, hợp pháp và thống nhất đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Những thông tin từ hội thảo sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ động đề ra phương hướng, giải pháp, thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới. Bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và công tác ngoại giao của Chính phủ, chủ động kết nối, gắn kết với các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước đã giúp Bình Dương tận dụng được nhiều cơ hội thúc đẩy các hợp tác song phương và đa phương. Nhật Bản là đối tác tiềm năng chiến lược của tỉnh Bình Dương. Với sự tương đồng trên nền tảng văn hóa Đông Á và sự phù hợp mô hình phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi đã ký kết hợp tác hữu nghị và thực hiện nhiều hoạt động giao lưu hợp tác vì sự phát triển bền vững của hai địa phương. Đúng như mục tiêu hướng đến, trong những năm qua, tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi đã tích cực triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác trên diện rộng, kinh tế, giáo dục, văn hóa, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Kể từ thời điểm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giúp đỡ lẫn nhau, cho thấy sự gắn bó hết sức đặc biệt giữa hai địa phương. Chúng tôi sẽ luôn vun đắp cho tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương phát triển lên tầm cao mới, đóng góp chung vào sự phát triển của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Từ sự kết nối của chính quyền tỉnh Bình Dương và các địa phương, đối tác Nhật Bản đã tạo ấn tượng tốt đẹp, đưa dòng vốn đầu tư Nhật Bản vào Bình Dương ngày càng nhiều hơn. Hiện Nhật Bản đứng thứ hai trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư tại Bình Dương, với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% tổng vốn đầu tư vào tỉnh. Hầu hết các dự án từ Nhật Bản đều đầu tư thành công tại Bình Dương.
Sức hút của Bình Dương với doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ ở việc phát triển đồng bộ công nghiệp đô thị, mà địa phương còn thực hiện mô hình đô thị tại thành phố mới giống ở Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tải các thông tin về tỉnh Bình Dương cho doanh nghiệp Nhật Bản, cũng như nỗ lực hơn nữa trong việc tạo cầu nối giữa các nhà đầu tư, tạo thuận lợi để hai bên hợp tác phát triển. Không chỉ trọng tâm vào hợp tác kinh tế, mà các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao Nhật Bản-Bình Dương được triển khai lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống Nhật Bản-Bình Dương. Sự kiện gặp gỡ Nhật Bản là điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại năm 2023 của tỉnh nhà, góp phần vun đắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị địa phương, quan hệ đối tác tin cậy giữa Bình Dương và các đối tác Nhật Bản ngày càng phát triển bền chặt. Tôi là một nghị sĩ trong Quốc hội Nhật Bản. Chắc chắn tôi sẽ làm việc với cơ quan Nhật Bản, doanh nghiệp của Nhật Bản để làm sao chúng ta có thể kêu gọi các doanh nghiệp hoặc các cơ quan, đặc biệt là chính phủ Nhật Bản, tiếp tục hỗ trợ cho các dự án, các chương trình của tỉnh Bình Dương. Tôi rất cảm ơn những tình cảm Bình Dương dành cho bản thân tôi, cũng như tình cảm Bình Dương dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Tôi rất mong là tôi sẽ đóng góp được rất nhiều cho mối quan hệ này. 50 năm đồng hành cùng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam, Nhật Bản, quan hệ hợp tác giữa Bình Dương và các địa phương, đối tác Nhật Bản đã không ngừng củng cố hợp tác nhiều mặt. Dấu ấn Nhật Bản tại Bình Dương đang ngày càng đa dạng. Tình huống nghị hợp tác song phương và đa phương giữa Bình Dương và các đối tác Nhật Bản sẽ thêm nguồn lực để Bình Dương tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực hơn nữa cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hôm nay, sau khi đi vào đất liền miền nam Philippines, bão Zelawas suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc, 125,7 độ Kinh Đông, trên đất liền miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây khoảng 20 km một giờ. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần. Đảng nước Nga Thống Nhất cầm quyền đã nhất trí ủng hộ việc tái tranh cử của đương kim Tổng thống Vladimir Putin trong năm 2024, dù nhà lãnh đạo Nga sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Quyết định trên được thông qua tại Đại hội Đảng nước Nga Thống Nhất lần thứ 21 diễn ra ngày 17 tháng 12. Phát biểu tại đại hội, Tổng thống Putin đã bày tỏ cảm ơn, cho biết sự ủng hộ này rất quan trọng đối với ông. Ông đồng thời lưu ý rằng Nga vẫn cần phải giải quyết các nhiệm vụ lịch sử. Chúng ta phải nhớ và không bao giờ được quên, đồng thời phải truyền lại cho con cái chúng ta, rằng Nga là một quốc gia có chủ quyền, nếu không nước Nga sẽ không tồn tại. Trong sự nghiệp chính trị hơn 20 năm, ông chủ Điện Kremlin đã 4 lần tranh cử tổng thống, hầu hết với tư cách ứng viên độc lập. Cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Người chiến thắng sẽ nhậm chức vào tháng 5. Ngoài tổng thống Putin, một số đảng gồm Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ Tự do và Nhân dân mới cho biết cũng sẽ đề cử ứng viên tham gia bầu cử. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng nay đã phóng một tên lửa tầm xa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Trong phản ứng sau vụ phóng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên liên quan có hành động thiết thực để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Ung Bân cho rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên là rất phức tạp, cần tiến hành đối thoại để giải quyết. Những nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua răn đe và áp lực quân sự sẽ không hiệu quả, nó sẽ chỉ phản tác dụng, làm gia tăng thêm mâu thuẫn và căng thẳng. Đối thoại và tham vấn là những phương thức cơ bản để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Liên quan đến tình hình nhân đạo ở dải Gaza, dự kiến trong ngày 18 tháng 12, theo giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu Israel và Hamas cho phép chuyển hàng viện trợ vào dải đất này thông qua các tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không.
Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất Liên Hợp Quốc thiết lập cơ chế giám sát hoạt động cứu trợ nhân đạo. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của một trong năm ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an, gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh. Trong diễn biến có liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa thông báo, cơ quan này đã tham gia vào một sứ mệnh chung của Liên Hợp Quốc nhằm cung cấp vật tư y tế và đánh giá tình hình tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Theo WHO, bệnh viện này hiện chỉ hoạt động ở mức tối thiểu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.